Xin chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Hôm nay cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào tiết 1, bài 32 trong vở bài tập toán 4 bộ sách kết nối nhé. Bài tập số 1, yêu cầu quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi. Việc có một chồng các hình gồm có hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật và hình bình hành là hình này. Một Việt muốn lấy từng hình mà không làm xê dịch các cái hình còn lại. Hỏi Việt cần lấy các hình đó theo thứ tự như thế nào? Như vậy cái thứ tự lấy ở đây thì các em sẽ lấy theo cái thứ tự là chúng ta sẽ lấy hình phía bên ngoài, các em sẽ lấy trước đúng không? Như vậy các em sẽ lấy hình ngoài này, các em lấy trước này, lấy dần vào thì chúng ta sẽ không làm xê dịch các cái hình còn lại. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ lấy là hình tam giác. Như vậy cái thứ tự Việt lấy ở đây chính là đầu tiên là hình tam giác. Sau đó đến hình tròn. Sau khi lấy hình tròn rồi thì lấy đến hình này, tức là lấy đến hình bình hành. Tiếp theo là sẽ lấy hình bình hành. Tiếp tục sẽ lấy đến hình vuông. Và cái hình cuối cùng lấy chính là hình chữ nhật. Như vậy, khi lấy theo thứ tự hình tam giác, hình tròn, hình bình hành, hình vuông và hình chữ nhật thì chúng ta sẽ lấy được các cái hình này mà nó không làm xê dịch các cái hình còn lại. Tiếp theo cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập số 2. Ai chưa xong bài tập số 1 này, các bạn có thể dừng một chút để các em tiếp tục làm xong. Cô chuyển sang bài tập số 2 như sau. Cho 5 đoạn thẳng hình dưới đây, hãy tìm và tô màu cho 2 đoạn thẳng vuông góc với nhau, là chúng ta tô màu đỏ, màu xanh cho 2 đoạn thẳng song song. Như vậy, để tìm ra được đoạn thẳng vuông góc thì cô sẽ dùng eke cô kiểm tra. Cô thấy 2 đoạn thẳng này vuông góc với nhau đây các bạn. Các em kiểm tra đúng không? 2 đoạn này vuông góc với nhau. Như vậy chúng ta sẽ tô màu đỏ cho 2 đoạn này. Cô có đoạn này này. Vuông góc với đoạn này. Vậy cô tô màu đỏ. Rồi, cô tiếp tục cô tìm hai đoạn thẳng song song với nhau. Song song với nhau thì cô có đoạn này, song song với đoạn này. Như vậy, cô sẽ tô màu xanh cho hai đoạn song song. Cô có hai đoạn song song chính là cái đoạn này này. Đoạn này song song với đoạn này. Được không? Như thế là chúng ta đã tô xong được. Cô nhắc lại chúng ta có hai đoạn thẳng vuông góc là hai đoạn cô tô màu đỏ ở đây. Hai đoạn thẳng song song thì cô vừa tô màu xanh đây. Tô cái này có đậm hơn không? Này nó đậm hơn cho các bạn nhìn rõ hơn chút nhá. Đấy, chúng ta có hai đoạn song song và hai đoạn vuông góc cô vừa hướng dẫn các bạn tô xong.
Tiếp tục cô chuyển sang bài tập số 3. Những bạn nào mà chưa xong bài tập số 2 này, các em hãy dừng lại để tiếp tục làm xong. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3 như sau. Bài tập số 3 yêu cầu các em vẽ cho cô một đường tròn tâm O có đường kính là bằng A, đường kính là AB. Để vẽ được đường tròn thì các em sẽ dùng cho cô một cái eke. Một cái compa, xin lỗi các bạn. Chúng ta sẽ dùng compa. Các em mở compa và các em quay cho cô. Như vậy ở đây cô vừa vẽ xong. Đây chính là chúng ta có đường tròn này là đường tròn tâm O. Tâm cô đặt là O ở đây. Cô có đường kính AB. Đường kính là một cái đường thẳng như thế nào các bạn? Đi qua tâm O và cắt đường tròn tại hai điểm. Như vậy cô vẽ cái đường thẳng đi qua tâm O, cắt đường tròn tại hai điểm, đó là điểm A và điểm B. Như vậy chúng ta có đường tròn tâm O đường kính AB. Sang câu B, vẽ bán kính OC rồi vẽ đường thẳng N đi đường thẳng MN đi qua C và song song với đoạn AB. Như vậy ở đây, ví dụ cô vẽ bán kính là OC đúng không? Đây. Để tiện thì cô lấy cái điểm C nó nằm trên cái đường này này, cho các bạn dễ vẽ này. Nó là giao của cái đường tròn này với cái đường thẳng này, thì cô lấy điểm C đây luôn. Được không? Như vậy cô sẽ có cái bán kính. Đấy, bán kính OC. Rồi, các em vẽ cho cô đường thẳng. Đường thẳng MN đi qua C và song song với AB. Đường thẳng thì kéo dài về cả hai phía đúng không? Như vậy cô lấy M ở đây, N ở đây. Đấy, các em kéo dài về hai bên để chúng ta vẽ đường thẳng. Còn nếu mà các em vẽ MN ở hai cái đầu mút này thì nó là đoạn thẳng MN. Ở đây người ta bảo vẽ đường thẳng MN thì các em kéo về hai phía như này. Như vậy chúng ta đã vẽ thỏa mãn yêu cầu đề bài. Ta có thứ nhất là đường tròn tâm O, đường kính AB. Đấy, tiếp theo là chúng ta có bán kính OC. Rồi đường thẳng MN đi qua điểm C và song song với AB. Tiếp tục cô chuyển sang bài tập cuối cùng, bài tập số 4. Những bạn nào mà chưa làm xong thì các em hãy dừng lại một chút để các em tiếp tục làm xong bài tập số 3. Đối với bài tập số 4 như sau. Yêu cầu các bạn khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Mai có một số cái hình thoi dạng như này. Mai muốn xếp các hình thoi đó vào hình bên mà hình thoi không được, các hình thoi không được xếp chồng lên nhau. Hỏi là chúng ta sẽ Mai có thể xếp được nhiều nhất. Mai đã tìm được cách xếp nhiều hình thoi nhất có thể. Hỏi Mai xếp được nhiều nhất là bao nhiêu hình thoi. Như vậy chúng ta dùng bao nhiêu hình thoi này để chúng ta xếp được cái hình này. Hình này thì cô có đây, hình đầu tiên này, hình thoi đầu tiên này, được không? Một hình thoi này, hai hình thoi này, ba này, 4 này. 4 là đến đây nhá. Đấy, 4 hình thoi ở phía trên, nhìn thấy chưa? Rồi, tiếp theo là 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Như vậy 8 là chúng ta đến đây. Như vậy còn đây một hình nữa là 9. Như vậy chúng ta từ đây đến đây là chúng ta có 4 hình thoi này, bé này. Từ đây đến đây là 4 hình thoi nữa, 4 cộng 4 bằng 8 này. Thêm cái hình này nữa là 9 này. Như vậy ở đây sẽ dùng là tất cả là dùng 9 hình thoi. Như vậy Mai đã tìm
đã tìm cách xếp được nhiều hình thoi nhất có thể. Vậy Mai có thể xếp được ở đây là từ 9 cái hình thoi nhỏ này, chúng ta đã xếp được hình này. Trên đây, cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong tiết 1 bài 32 trong vở bài tập toán lớp 4 bộ sách kết nối. Để ủng hộ cho cô, các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và các bạn hãy like video nhé. Chúc tất cả các em luôn học tập tốt và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.